Trời ơi, nó săn con hết trơn rồi nè, mọi người thấy chưa? Ui là tèn, nó săn lên hết trơn rồi mọi người. Rồi, chuẩn bị sang nồi. Quảng táo bản là có hành rồi, mí không ăn hành thì mí nhìn. Trời ơi, chiều nay Trâm mua bột gạo nè mọi người. Có ai đón được Trâm nấu gì không vậy? Xong rồi mọi người, mua xong rồi nè. Xia, Hương ngủ quá hả? Mẹ về nay không xuống mừng hả Xia? Hả? Còn cá lóc trắng tinh tươm luôn mọi người. Đúng lồ ô, đập đâu con cá lóc, nấu canh chua, bỏ ớt, dầm me. Đây, đây là chân dung anh làm cá. Nhưng mà Trâm không có nấu canh chua đâu mọi người ơi. Chiều nay sẽ nấu bánh canh cá lóc nha mọi người. Chào mừng 16.000 người đang đăng ký kênh YouTube của bà Trâm Móc. Hai, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trâm Móc. Chiều nay em sẽ nấu bánh canh cá lóc nha mọi người. Bữa nào bạn nào kêu Trâm nấu bánh canh cá lóc đâu, bữa nay lộn mè vô đây nấu bánh canh cá lóc mọi người ơi. Bây giờ đang bắt nước là đang luộc bánh canh nha. Xong rồi Trâm sẽ lấy một cái nồi nữa để nấu nước súp. Nấu bánh canh bữa nay chắc nhanh. Vậy hả? Nấu nhanh bạn cho con trai cưng ăn chứ. Đây, bù nớt thêm cục thịt nữa mọi người. Thêm cục thịt xay gã đông rồi. Lát nữa sẽ nấu với hầm cái xương với cái đầu cá để làm nấu nước ngọt nha mọi người. Với thêm tí thịt nữa. Hôm nay ở đây có chuẩn bị ngò gí, hành tím. Hồi có hành lá nữa, hành lá trong cấp đông rồi mọi người. Nước sôi sẵn rồi mọi người. Em bỏ vô đây để bắt đầu thả cái đầu cá với cái xương cá vô đặng hầm lấy nước ngọt. Thêm ấm nữa mọi người mới đủ mọi người. Em sẽ thả vô mấy củ hành cho nó thơm. Lát nữa chăm nước thêm mọi người. Trước tiên là sẽ bỏ vô miếng muối. Đó. Nấu theo những gì tổ tiên mách bảo mọi người ơi, chứ không có công thức gì hết trơn á. Miếng muối, miếng hạt nêm. Bỏ vô vậy trước đi, xong rồi chăm sẽ thả cái đầu con cá lóc vô. Đó. Bỏ vô. Xong rồi bỏ con cái xương vô mọi người. Đó, cái xương nè. Còn cái thịt thì lát nữa sẽ phi lê rồi rồi bỏ sau. Trâm sẽ cho luôn cái phần gốc ngò gí vô luôn nha mọi người. Lát nữa nó thơm rồi Trâm sẽ vớt ra. Chốc sau bỏ cá với lại thịt vô và Trâm sẽ vớt ra. Bữa nay là cá lóc nuôi luôn chứ không phải cá lóc đồng nha mọi người. Ở đây thiếu cá lóc đồng và mà có cá lóc đồng cũng không dám ăn nữa mọi người ơi. Sẽ phi lê mấy cái cá này ra. Lát nữa người xào bỏ vô nồi bánh canh. Bên đây ruộng đồng mênh mông, có rau dền rau muống non, có con cò bay. Bên kia ruộng đồng bao la, bắt con trùng câu cá trê vàng tươi. Chiều nay ăn bánh canh cá lóc. Em trồng rau, anh cắm câu tính toán trong đầu. Chiều nay anh bạn già cắm câu ở ngoài chợ mọi người. Ông ra chợ ông cắm câu được con cá lóc. Ui là trời, con cá lóc bự bành kia nái luôn. Đoạn này nó bị cắt nửa vần chăng. Cắt nửa vần chăng, cắt nửa vần chăng, tôi làm con đò nhỏ. Đó, cắt xà lía vậy đó mọi người. Xà lía ra cho nó có miếng miếng vậy đó. Kiểu không dày quá mà cũng không mỏng quá. Cắt vớt cái xương ra ha. Vớt ra chứ, vớt ra rồi mới hồi mới ấy thịt vô hầm hai hầm cho nó ra nước ngọt cái đi rồi vớt. Chắc bữa nào phải mua cho anh cái tạch về quá. Khi đàn ông vào bếp. Thả thêm miếng thịt cho nó có nước ngọt cho mọi người chứ không hồi không thành bánh canh đại dương nữa. Bên đây bắt nước đang luộc bánh canh. Vô ướp vô cá mọi người. Khử rồi cho nó thơm mọi người. Rồi, em sẽ cho cái hành tím này vô trong mấy con cá, ủa trong mấy miếng cá. Đó, ướp nó mọi người. Tẩm gia vị cho nó. Yêu yêu tờ yêu tiêu. Nấu nồi bánh canh cấp tốc luôn đúng không? Miếng tiêu mọi người, miếng hạt lêm từ thịt cờ lo, ngon từ thịt, ngọt từ xương, dễ thương từ tính cách. Đó, một ảng nước luôn mọi người ơi, kệ nó. Đó, hai muỗng. Nấu nó mới đậm đà, nó mới gút vô cộng bột gạo ăn nó mới thấm chứ nấu lạt lạt ăn hồi ớn ơm ý.
đó, thêm bột ngọt nữa, kệ nó, lâu lâu ăn cho mất trí được chơi. Xong rồi cho miếng nước mắm nha mọi người. Thuyền xa xăm, thuyền tìm ra biển lớn. Đó, đi thuyền ra biển lấy cá về làm nước mắm nè. Đó, ok. Xong rồi mình đảo nó lên mọi người, đảo nó 77-49 lần, 99-81 lần. Đó. Chăm luộc bánh canh xong rồi, chăm chống bếp rồi, chăm mới bắt đầu quay qua chăm nó mọi người ơi. Nước sôi mọi người thả bột vô rồi luộc. Ban đầu là chăm định về chăm nhồi bột đó. Chăm định nhồi bột và chăm xay một ít cải vô trong vườn. Mà anh bạn già ảnh kêu thôi em mua bột đi cho nó nhanh chứ mất công hả con, nó đợi nó đói. Tại phải nấu nước rồi phải xay rồi nhồi bột nữa mọi người. Nhồi là chăm nhồi được chắc ăn luôn á, chạy cái đó nhồi chăm cũng quen tay rồi. Mà quay qua luộc luôn, cái này là bột gạo chung với bột lọc, có tí bột lọc trong đây nè. Mà mua thì mua cộng này người ta bán, người ta kêu bột gạo. Nhiêu đây là 14.000 rồi mọi người. Mua nửa ký thì sợ ăn không đủ, mà mua một ký thì ăn không hết. Bởi vì ta nói mua chừng lưng lửng phải tìm nghiệm cho nó nữa, đi chợ mà phải giải phương trình nữa chứ. Thiệt. Phải thỏa mãn điều kiện, đều phải chứng minh. Rồi, xả cộng bánh canh ra nè. Đó. Xả lại đặng cho nó sạch cái bột áo á mọi người. Ồ, nóng quá. Qua, được ạ. Cho vô một miếng dầu điều mọi người. Sẽ cho hành phi vô. Đó. Tiếp theo là miếng tỏi phi. Mọi người có ớt cay thì cũng được, ớt cay thì mình cho ít. Ớt này cũng được. Cho vô thêm một tí ớt bột mọi người. Đó. Đầu khử nó lên. Rồi, đảo 77-49 lần. Cá hồi nãy mình ướp rồi. Mình sẽ cho cá vô mọi người, tại mấy nãy vàng sẵn rồi. Nhẹ nhàng thôi mọi người, gentle thôi, gồm anh tịch với nó thôi. Uống nội mày nhảy dũng ra đây hết miếng hành này bỏ vô, khi vẫn chưa kịp bám đâu. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để cho nó nhẹ nhàng nè, nó đừng có bị bể. Trời ơi, nó săn con hết trơn rồi nè, mọi người thấy chưa? Ui là tàn, nó săn lên hết trơn rồi mọi người. Rồi, chuẩn bị sang nồi. Đoạn này đoàn làm phim của chúng tôi hơi bận rộn xíu đó. Đổi vị trí liền mọi người, đổi bếp liền. Nãy giờ đổi bếp bên kia, đặng đã nhường bếp bên đây, đặng thử cá. Đi. Cái nó vui. Vui nữa, vớt ngò mà vui nữa. Vớt mấy cọng ngò ra mọi người. Được rồi, đặng chúng thả cọng bánh canh vô chứ gì hết trơn á. Đó. Đợi nó sôi lên một quận rồi đó, nó sôi đùng đùng rồi nè. Vớt củ hành ra luôn nè. Đó. Xong rồi, hết nhiệm vụ của nó. Giá trị lợi dụng rồi. Đó. Nãy em kêu lấy cái gây đi vớt cho nhanh, không chịu. Quẹo chứ. Nhẹ nhàng lại tiếp tục nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi. Đó. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Đó. Hồi nãy còn vui vẻ ở chợ rồi hả, giờ vô nồi đó, cá lóc ơi. Đợi nó sôi lên cái mọi người, nó sôi bừng lên cái đã. Hơi ngon mà hơi dở là thiếu miếng đường, miếng nước mắm nữa, chưa có đậm đà. Nãy chưa cho đường, giờ cho vô muỗng đường nè. Đó. Nó phải đầy đủ gia vị vô. Xong miếng nước mắm nữa. Em cho ít thôi mọi người, nhiều quá sợ ăn không hết. Giờ thả vô luôn nè. Đó. Thả vô trong nồi luôn nó mới thấm cộng bánh canh. Đó. Thôi vậy mình thả vô tới 10.000 thôi, mình chừa 4.000 lại đi. Mình đã tới 10.000 được rồi. Đó, ai bán bánh canh dùng đũa gấp đâu rồi mọi người. Thơm quá. Đoạn này là chăm cũng chỉ dám nhẹ nhàng thôi mọi người, không dám quẹo quá nó nát cá. Đó. Rồi bây giờ chăm sẽ đi nêm hành với lại hành lá với lại hành phi vô. Rồi, cho hành lá vô luôn. Đầu cho luôn hành phi vô mọi người. Đó. Rồi, ok.
Rồi cha sẽ cho ngò gí vô hết luôn mọi người. Hành, ngò gí rồi. Rồi bắt đầu quẹo lên nè. Ui cha ui. 10.000 tô mọi người, bán rẻ thôi, bán rẻ rẻ thôi, không cần bán mắc đâu, bán 10.000 tô là lời rồi. Bán một tổ có 10.000 à mọi người, vậy là bán tổ nhỏ nhỏ thôi chứ lấy tổ bự quá chi cho hung. Đó. Giờ múc ra tổ nè. Đó. Ôi lại con quan từ từ ôi múc con tô bánh canh rồi sao rồi nè. Hả? Ôi múc con tô bánh canh nó sao? Hả? Thì đó. Thì đó. Ôi một tô bánh canh nha. Cho tí. Đây đi đang múc bánh canh. Con quên dằn ó là đừng có đề hành. Quảng tao bạn là có hành rồi, mí không ăn hành thì mí nhìn. Đó. Bây giờ đang lấy cái đầu cá nãy nè mọi người, múc ra đang chuẩn bị chấm nước mắm ăn. À chưa có muỗng, ba lấy muỗng đi ba. Wow, hấp dẫn không mọi người, mời mọi người ăn bánh canh với gia đình chăm nha. Bên đây là tô của anh bạn nhỏ. Kịp chào cô chú anh chị đi con. Càng ngày nó càng khàn rồi cô chú ơi. Vừa ăn ba. Đi bước cũng giống như trên đắp mắt bán. Anh bạn nhỏ là chỉ mê bánh canh chả cá rồi mọi người, với trứng cút thôi. Bánh canh này anh ăn chắc lời. Có mấy cục thịt thấy ba phi lê rất là tài tình luôn, không mỏng xương. Ta múc nữa, mẹ múc ra. Ba tự múc. Còn cái nước mà mọi người chăm quốc hai tổ rồi đó. Hả? Kỳ công làm một bộ lòng cá đâu thấy ta. Bộ lòng cá nãy bỏ vô luôn rồi, múc lên có teo héo nãy. Xong rồi mọi người, no rồi đó. Mấy bà hình mọi người. Còn nợ nồi bún bò mà không có nấu được là mọi người biết tại sao không? Bò hầm nó lâu lắm mọi người, nó mới mềm. Mà chiều trong đi làm về chật chật lắm cho nào làm mấy món nào nhanh nhanh thôi, giống như hôm qua đổ bánh bèo phải đợi chủ nhật ở nhà mới đổ được đó. Bye bye mọi người. Đâu thêm sao quá hả, thêm hả, trời ơi ngon miệng hả, còn ít rồi mọi người, nấu lên cái nồi nãy lên tới đây nữa ta, ăn thiệt hả, hợp vị hả hả.